Đàm Mimi đâu bắn chết người được. Cứu tôi với, bắn chết người rồi. Cứu tôi với, bắn chết người rồi, ở bên kia kìa. Sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Chết rồi. Thế là lương tiểu nhu thanh tra cao cấp tổ trọng án. Nơi đây là hiện trường vụ án. Bất ai cũng không được rời khỏi đây. Hả? Hả? Những người ở đây cũng có thể là nghi phạm giết người. Trời ơi, con thắng coi chừng họ. Không lẽ phải nơi đây? Tự nhiên về phải ở lại đây à? Con thắng lấy cục công họ. Yes, madam. Coi vừa rồi quân trang và xe cảnh sát sẽ tới ngay. Làm phiền mọi người nghe đi. Nơi đây là hiện trường vụ án. Mỗi một vật đều có thể là vật chứng. Vì vậy mọi người tuyệt đối không được tùy tiện đụng vào bất cứ vật gì. Cảm ơn. Sếp Tim, em đi thu thập súng hơi và mảnh da sợi dải trong móng tay của họ coi có phát hiện gì không. Tôi đi thu thập vật chứng trong người nạn nhân. Em đi lục soát hiện trường coi có manh mối gì không. Làm việc mọi người mang theo súng. Đi theo tôi. Cô tên gì? Tôi tên Lưu Sang Sang. Lâm Tụng Giai, anh có quan hệ gì với nạn nhân Trần Tử Thành? Đồng nghiệp. Tôi làm phục vụ ở Ba Tinh Tinh. Anh là bartender. Chúng tôi thường hẹn bạn ra đây tập trận. Nhưng mà không ngờ hôm nay anh phát hiện ảnh xảy ra chuyện như thế nào. Không biết nữa. Lúc nãy đang tập trận, súng nổ khắp nơi rất hỗn loạn. Từ xa chúng tôi đã nhìn thấy Trần Tử Thành ngã xuống, máu từ cổ phun ra không ngừng. Chúng tôi ai cũng sợ hết. Lúc định thần chạy đến coi ảnh thì ảnh đã bất động và chết rồi. Vậy lúc đó có ai ở cạnh ảnh không? Không có. Tập trận đâu thể đến gần nhau được. Huống chi anh Thành nổi tiếng bắn rất dữ, không ai dám lại gần ảnh. Bạn của tôi đều là khách của Ba Tinh Tinh. Anh Thành rủ chúng tôi đi tập trận thì chúng tôi đi. Tại sao tự nhiên ảnh lại chết chứ? Lúc xảy ra chuyện, cô có để ý thấy chuyện gì đặc biệt không? Không có. Lúc đó đột nhiên nghe thấy âm thanh the thé rất chói tai nên không để ý được gì. Bởi chúng tôi là sinh viên của Học viện Công nghiệp. Lúc lên màn thảo luận thì gặp được Trần Tử Thành rủ đi tập trận. Chúng tôi thấy vui nên cùng đi thôi. Vậy có nghĩa là lúc trước anh không hề quen nạn nhân? Không quen. Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi gặp anh ấy ở ga xe lửa. Anh là Bôn, chủ chỗ này phải không? Phải, tôi mở chỗ này trước giờ chứ tôi có người chết. Sếp à, sếp phải điều tra rõ là chuyện gì. Lúc xảy ra chuyện tôi ở phòng làm việc trò chuyện với khách. Nếu sếp muốn biết rõ hơn cứ hỏi nhân viên của tôi đi. Lúc đó tôi và anh Đức ở trong bếp. Phải đó, chúng tôi đang làm cơm hộp. Bên ngoài xảy ra chuyện gì chúng tôi thật sự không biết. Vậy còn anh? Lúc nãy tôi bị té ngoài nhà bếp. Mắt kính cũng bị bể, tay cũng bị dơ. Cho nên tôi vào toilet rửa tay. Sau đó cảnh sát gọi cửa, tôi mới biết là đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Đi toilet chắc chắn phải đi qua sân tập trận. Anh không thấy gì sao? Sếp à, nó cận thị gần 1000 độ. Biệt hiệu là đại hiệp mù, không có mắt kính không nhìn thấy đâu. Tính à, mau kiếm cặp mắt kính rồi làm việc đi. Phiền phức. Dạ. Thật là ngại quá, tôi muốn lấy mẫu DNA trong miệng của mọi người. Phiền phức thiệt. Nè, sao tay của anh bị thương vậy? Hả? Tôi bị thương lúc sửa súng máy. Mở sân tập trận rất dễ bị thương mà. Vậy chắc anh không ngại nếu tôi lấy mẫu máu chữa vết thương chứ? Nạn nhân ngoài phần cổ, trên người không có vết thương rõ ràng. Nhận xét ban đầu, có lẽ phần cổ bị thương dẫn tới tử vong. Có phải bị súng thật bắn không? Vết thương do súng thật gây ra sẽ rộng từ 9mm đến 1cm. Hơn nữa vết thương sẽ lật ra bên ngoài. Nhưng vết thương này chỉ rộng từ 3 đến 4mm, cộng thêm vết thương không lật ra ngoài. Có thể khẳng định không phải súng thật. Có nghĩa là nạn nhân có thể bị vũ khí nhọn dài hay bị súng hơi có độ rung cực mạnh bắn. Không loại trừ khả năng này. Nhưng đạn súng hơi không đủ để giết người. Tôi về giải phẫu xong sẽ có câu trả lời. Hình như là ma túy. Hey Vân, lấy về quán nghiệp. Alo. Madam,
bên đây còn một người bị thương. Tôi sẽ qua ngay. Chuyện gì vậy madam? Cậu Thắng nói bên kia còn có một người bị thương. Còn người bị thương? Tôi đi với mọi người. Ken phụ trách phần còn lại. Yvonne, chỗ này giao cho cô. Madam, nhìn đi. Chú Hề. Chỗ quán trắng này sao lại có chú Hề chứ? Anh chết chưa? Chưa chết, chỉ bị ngất xỉu. Lập tức gọi xe cấp cứu. Yes, madam. Cô lật ảnh lại. Sao vậy? Làm như vậy có thể ngăn chặn chất đôn bịt kín cổ họng và khí quản. Người này chủ yếu bị thương ở cổ. Viên đạn trì này có máu. Có khi nào liên quan đến vết thương của chú Hề? Kích thước của viên đạn này rất trùng hợp với vết thương của nạn nhân lúc nãy. Vậy nạn nhân lúc nãy và chú Hề này rất có khả năng bị cùng một loại hung khí bắn bị thương. Cùng một loại hung khí? Vậy nghĩa là có khả năng hung thủ là một người. Đạn đến đây dùng đều là đạn BB, sao lại có đạn trì được? Đám ruồi này có phải đến hơi sớm không? Thông thường sau khi chết khoảng 3 đến 6 tiếng, thi thể mới phát ra mùi hôi, thu hút đàn ruồi đến đẻ trứng trên thi thể. Nhưng mà chú Hề để chỉ bị thương chưa chết mà. Trần Tử Thành cũng vừa mới chết. Nếu theo lời anh nói, thời gian đám ruồi bu đến hình như không đúng. Cô nhìn đàn ruồi này đi. Nếu là thi thể của người chết lúc nãy thu hút đàn ruồi, thì đám ruồi này lẽ ra phải bay về phía sân tập trận mới đúng. Sao chúng lại bay ngược lại vậy? Hình như bên kia có gì bất ổn. Qua đó coi thử đi. Cậu Thắng, cậu chờ xe cứu thương đến. Chúng ta qua đó. Yes, madam. Ủa, sao dưới đất có khoai lang vậy? Phía trước có rất nhiều. Hình như là cố ý rải trên đường. Rải khoai lang trên đường để làm cái gì? Tầng giới có rất nhiều chỗ bị lần lòi phá hoại nông sản. Số khoai lang này có thể do thôn dân rải để làm mồi bắt lần lòi. Đúng là có chuồng bắt thú. Có thể một con lợn lòi đã chết ở đây, cho nên mới thu hút đàn ruồi bay đến. Ba năm không phải lợn lòi. Hiện trường hai vụ án mạng rất gần nhau. Hai người chết, một người bị thương. Họ có liên quan không? Tên trong giấy chứng minh là Dương Chính Hồng. Bóp tiền này có thể là của nạn nhân. Lập tức báo về. Cơ bộ trời sắp mưa rồi. Nghiệm thi và thu thập chứng cứ được cần thời gian. Nếu trời mưa to, chứng cứ sẽ bị trôi hết. Nơi đây là đại phố, trạm cứu hỏa đại phố gần đây, có lẽ sẽ đến kịp. Yvonne, bây giờ tôi đang đứng ở vị trí của người bị thương. Tôi cũng đứng ở phía sau thi thể của nạn nhân, chuẩn bị kiểm tra góc độ làn đạn. Bắt đầu. Ok. Có rồi. Nhà vệ sinh là vị trí mà tên hung thủ nổ súng bắn chết và làm bị thương người. Cậu Cương, chúng ta qua đó. Biết rồi. Cảm ơn sếp Bành. Còn một người ở bên kia. Ok. Cũng may còn kịp. Độ ấm của gan 62 độ. Tôi nghĩ thời gian tử vong vượt quá 15 tiếng. Có lẽ chết vào khoảng 10 giờ đến 1 giờ đêm qua. Nhưng mà vụ án ở sân tập trận vừa mới xảy ra thôi. Phần tay của người chết hiện rõ rất nhiều vết hằn, có lẽ chưa bị di chuyển. Chỗ này có lẽ là hiện trường thứ nhất của vụ án. Tôi nghĩ là vụ án này cũng liên quan tới vụ án mạng ở sân tập trận. Chắc là vậy. Nhìn xe.
Cô à, thật ngại quá, bên trong đang điều tra, cô không thể vào trong. Sơ bộ bước đầu, nguyên nhân cái chết là vì bẫy trọng lực răng cưa có chuồng mắt thú kẹp vào phần cổ, làm đứt động mạch chủ, mất nhiều máu dẫn tới tử vong. Trên người nạn nhân có rất nhiều vết thương khác nhau, cũng giống như té ngã, có thể trước khi chết đã bị một vật khác làm bị thương cũng không chừng. Xem ra giống như bị cố ý làm hại. Xem à, nhìn nè, có vết máu. Lật lại coi thử. Động mạch chủ của nạn nhân bị đứt, mất máu quá nhiều nên tử vong. Với tư thế lúc nãy, máu phải chảy về phía cổ áo và sau cổ, chỗ còn dư đúng ra phải thấm xuống đất mới phải. Thông thường không có lý nào lại chạy xuống phần lưng. Hai vết máu này có khoảng cách rất rõ ràng. Với góc độ của nó, không thể tạo thành vết máu bắn ra ở phần lưng. Vậy có nghĩa vết máu này có lẽ là của người khác, thậm chí là hung thủ. Không loại trừ khả năng này. Cũng may có lều che mưa mới có thể tìm được manh mối quan trọng như vậy. Nếu như có báo cáo, làm phiền anh mau chóng giao cho tôi. Bản báo cáo đó phiền anh cũng giao cho tôi. Xin hỏi ai là chỉ huy ở đây? Là tôi. Cô là... Làm phiền đồng nghiệp của cô ra ngoài trước. Chúng tôi đã điều tra ở đây mà. Anh Hùng. Họ là... Anh là bác sĩ cổ của pháp y. Công việc này là chuyên viên quán nghiệm cao cấp bên bộ pháp chứng xếp cao. Hai vị này đều có phần tham gia điều tra vụ án này. Dương Chính Hồng là tay trong của tôi. Đồng nghiệp báo với tôi anh đã chết nên tôi đã đến đây. Tôi nghi ngờ cái chết của anh có liên quan đến vụ án ma túy. Đội NB của chúng tôi xưa nay làm việc rất bảo mật, không tiện để lộ thân phận. Hy vọng Madame hợp tác với chúng tôi. Madame, tôi có chuyện muốn tìm cô. Không ngại, đồng nghiệp của tôi vào chứ. Vào đi. Có chuyện gì? Madame, tôi làm rơi điện thoại trong xe. Nó ra từ nãy giờ. Cảm ơn. Alo. Sorry, tôi nghĩ tôi không thể làm vô phụ cho cô. Tôi có chuyện phải làm. Cô tìm người khác thay thế tôi đi. Hôm lễ tôi cũng không thể đến. Tôi sẽ gọi cho cô sau. Chuyện nào xong mau chóng giao cho tôi. Cảm ơn.